Anh Chi xin kính chào quý vị. Kính mời quý vị theo dõi bài viết của tác giả Dương Quốc Chính. Vậy, Mỹ thắng hay Mỹ thua? Ở cái tút trước, anh em bỏ đỏ có vẻ bức xúc nhất với cái câu Mỹ không thua Việt Nam. Vậy cũng dễ hiểu thôi, giống như anh em đang thủ dâm nhiệt tình vậy, sắp tới đỉnh thì bị phát hiện, tụt mẹ nó cả xương, nên quay ra chửi cái thằng bắt quả tang kia. Để rộng đường dư luận, mình phân tích thêm về cái chuyện thắng thua trong chiến tranh Việt Nam. Trước mình đã có tốt phân tích về lý do Việt Nam Cộng Hòa bại trận. Bây giờ mình phân tích nốt xem coi đế quốc Mỹ thua trận ra sao nhé. Mỹ đánh nhau với Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, giống thằng nhà giàu đánh nhau với thằng nhà nghèo được đại ca bảo kê. So sánh về thiệt hại giữa hai bên thì Mỹ như công chúa phải gai, còn Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thì như thuyền chài lòi ruột. Dân Mỹ thấy lính Mỹ đánh nhau trên TV hàng ngày nên sợ quá, phản chiến âm âm, đòi con em họ phải về nước. Còn dân Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thì làm gì được biết chiến sự ác liệt ra làm sao. Vì đường ra trận mùa này đẹp lắm, thư từ hậu phương ra tiền tuyến thì bị kiểm duyệt, đố dám có chuyện mà vợ lính hủ hóa với cán bộ hợp tác xã. Thế là cứ đánh nhau thoải mái, chết bỏ, vũ khí thì đã có Liên Xô Trung Quốc viện trợ. Với bối cảnh quốc tế, mục đích tối thượng của Mỹ là ngăn cản Cộng sản tràn lan khắp thế giới. Đối thủ quan trọng nhất của Mỹ là Liên Xô. Trung Quốc lúc đó còn yếu cho nên Mỹ nó không có coi là đối thủ chính. Vì thế, Mỹ quyết định bắt tay với Trung Quốc để cùng chống lại Liên Xô. Khi đó, cuộc chiến ở Việt Nam khiến Mỹ quá hao người tốn của mà mục tiêu ngăn chặn Cộng sản khó đạt được. Nên việc bắt tay trực tiếp với Trung Quốc và rút khỏi Việt Nam Cộng Hòa là hiệu quả hơn, thực dụng hơn. Về mặt kinh tế, vào đầu những năm 70, Mỹ cũng dính vào khủng hoảng kinh tế, nên việc đầu tư vào Việt Nam Cộng Hòa là canh bạc quá rủi ro, nên Quốc hội Mỹ không có chịu chi tiền viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa nữa. Về mặt chính trị nước Mỹ, Tổng thống Nixon, người vẫn còn ủng hộ và hứa không bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa, lại bị dính vào cái vụ bê bối Watergate, nên buộc phải từ chức. Tổng thống Ford lên thay, chỉ làm theo lời hứa, rút quân, không ủng hộ Việt Nam Cộng Hòa nữa. Thế là số phận Việt Nam Cộng Hòa đã bị định đoạt, và Mỹ có được hòa bình trong danh dự bởi việc ký Hiệp định Paris và rút quân về nước. Vậy, Mỹ thắng thua thế nào? Mỹ rút khỏi Việt Nam Cộng Hòa, bị tiếng xấu là bỏ rơi đồng minh, bị mang nhục với phe Cộng sản là để thua trận tại Việt Nam. Nhưng mà nên nhớ này, nếu là thua trận, thì Mỹ thua phe xã hội chủ nghĩa, chứ không phải thua mỗi mình Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Bởi vì nếu mà không có viện trợ, thì Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa cũng sẽ chết đói, chứ đừng có nói là có thể đánh nhau. Nhưng anh em bò đỏ thì cứ thích thủ dâm thì cứ bảo là Mỹ thua Việt Nam đi, cho nó sướng nhé. Nhưng mà đổi lại đó, sau chiến tranh Việt Nam, Liên Xô lại bị sa lầy ở Afghanistan. Việt Nam thì sa lầy ở Campuchia cùng thời điểm, khiến cho Liên Xô kiệt quệ về kinh tế. Cộng thêm cái việc Liên Xô chạy đua vũ trang với Mỹ và nền kinh tế kế hoạch đã bộc lộ mọi điểm yếu, đã khiến cho kinh tế Liên Xô không còn có thể cứu vãn. Vào cuối thập niên 80, thì phe Cộng sản Đông Âu sụp đổ và sau đó thì Liên Xô cũng tan rã. Nếu Mỹ mà cố kiết đánh nhau ở Việt Nam thì lại bị sa lầy, mắc mưu của Liên Xô và Trung Cộng sẽ bị suy yếu. Đó là cái giá của thất bại của Mỹ ở Việt Nam. Vậy Việt Nam được gì sau khi đánh thắng đế quốc to? À, Việt Nam lúc đó tự kiêu lắm, mang tinh thần Sovan, tự sướng, thế là tiếp tục rơi vào cuộc chiến với Trung Quốc và Khmer Đỏ. Cái giá phải trả là bị lệ thuộc vào viện trợ của Liên Xô, bị phương Tây cấm vận, dẫn đến kiệt quệ kinh tế, mất hết mấy chục năm. Mấy chục năm chiến tranh, Việt Nam bị hao người tốn của, hạ tầng bị tàn phá, lượng thương binh liệt sĩ lên đến hàng triệu, là gánh nặng lớn cho ngân sách phúc lợi. Chiến tranh khiến lòng dân ly tán, hai phe vẫn tiếp tục chửi nhau cho đến tận bây giờ. Hàng triệu thuyền nhân vượt biên khiến Việt Nam thất thoát rất nhiều nhân lực và còn vô số hệ lụy khác do chiến tranh gây ra. Chiến thắng chỉ có cái lợi về mặt tinh thần và bảo vệ được sự lãnh đạo toàn diện của Đảng Cộng sản mà thôi, còn toàn dân thì chịu thiệt vì kinh tế khó khăn. Như vậy, có thể nói Đảng Cộng sản đã thắng, còn toàn dân Việt Nam thì thua. Nhìn từ phía Mỹ, họ thất bại trong một cuộc chiến khu vực nhưng lại thắng ở cuộc chiến toàn cầu. Vừa rồi là bài viết của tác giả Dương Quốc Chính. Anh Chi cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình phát sóng trên kênh Tâm Thức Việt TTV. Hẹn gặp lại quý vị trong những lần phát hình sau.